Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại người trong video này. Trong video này thì em sẽ tiếp tục để review cho tất cả anh chị và các bạn thêm một bức vách TV siêu sang trọng và ấm cúng, được hô biến từ một bức tường thô như anh chị đang thấy trên video em đang quay. Và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn và mới nhất bên em đang tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và đây là quá trình bên em đang thi công một cái bức vách TV từ những cái bức tường thô như anh chị và các bạn đang thấy đấy ạ. Thì trước khi thi công thì đây là một bức tường chưa có gì và rất là ẩm mốc. Đấy. Và sau khi thi công cho cái bức tường này thì trở lên một cái không gian sang trọng và hài hòa với sự kết hợp giữa tấm ốp lam sóng và tấm nhựa PVC giả vân đá. Anh chị hãy xem hết video này để có những nhìn tổng quan và chi tiết hơn về sản phẩm bên em hoàn thành anh chị nhá. Nó rất là đẹp luôn anh chị ạ. Siêu đẹp, sản phẩm này thì chấm điểm 10 luôn. Và đây là một bức vách TV siêu to khổng lồ và giá cả thì là siêu rẻ. Anh chị và các bạn có thể áp dụng ngay những cái sản phẩm này vào cho không gian vách TV của gia đình mình, để giúp cho không gian phòng khách thêm sang trọng và lịch sự khi có sản phẩm này trong gia đình. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy đây, trước khi thi công thì một bức tường nó rất là thô luôn anh chị nhá, không có điểm nhấn nhá gì cho với không gian này. Và hiện tại thì bên em đang thi công tại Hải Phòng. Đấy, tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ok, và đây là siêu phẩm bên em vừa hoàn thành xong cho gia chủ với sự kết hợp hài hòa giữa tấm ốp lam sóng nhựa PVC giả vân đá, đi kèm là một chiếc tủ rượu nhỏ nhỏ xinh xinh để đặt những cái đồ lưu niệm cũng như là những cái bình rượu quý của gia chủ. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Và sản phẩm này thì nó có giá cả thì nó rất là rẻ, cũng không phải là cao so với nền kinh tế của Việt Nam bây giờ. Chính vì vậy mà anh chị nào mà đang băn khoăn trong quá trình tìm kiếm những sản phẩm để tân trang lại cho khu vực TV, để tạo điểm nhấn sang trọng cho phòng khách mà chưa tìm ra được sản phẩm thì đây là một sản phẩm rất là hay và hữu ích. Nếu như mà chưa tìm ra được đội thợ thi công chuyên nghiệp cũng như nhà phân phối chính thức cho dòng sản phẩm này, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, trước và sau khi thi công thì nó sẽ cho ra một thành phẩm nó sẽ như thế này. Đấy, rất là đẹp. Anh chị có thể theo dõi kỹ video này để có thể áp dụng ngay những sản phẩm này vào cho không gian gia đình mình. Và hãy nhớ một điều rằng là nhấn nút đăng ký và bấm chuông kênh để theo dõi nhiều video hay hay nhất và mới nhất bên em đăng tải lên kênh YouTube mỗi ngày. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị này. Đấy, kết hợp hài hòa giữa tấm ốp lam sóng nhựa PVC giả vân đá đi kèm là những cái tủ rượu nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. Và hiện tại thì bên mình đang thi công sản phẩm này tại khu vực Đặng Cương, xã Đặng Cương, huyện Thủy Nguyên. Mình xin lỗi, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nếu như anh chị nào ở khu vực Hải Phòng cũng như các tỉnh lân cận có nhu cầu sử dụng sản phẩm này cho gia đình mình, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331. Và hiện nay bên mình có chi nhánh tại 3 miền Bắc, Trung và Nam. Miền Bắc thì có chi nhánh tại Hà Nội và Hải Phòng, miền Trung có chi nhánh tại Nghệ An, miền Nam có chi nhánh tại Sài Gòn và Bình Dương. Anh chị ở gần khu vực nào liên hệ ngay đến bên mình để tư vấn thêm về sản phẩm. Và một lần nữa em xin phép khép lại video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.